tản mạn cuối tuần. Thứ Bảy, mùng 9 tháng 9, 2023. Lạy Cha thương xót, thương xót thân con tội lỗi. Tản mạn cuối tuần. Thứ Bảy, mùng 9 tháng 9, 2023. Thưa anh chị em, tản mạn cuối tuần mùng 9 tháng 9, giá mà 2099 thì chúng ta được vàng 4 số 9. Mới có 2 số 9 thôi, mùng 9 tháng 9, 2023. Xin chào anh chị em và các bạn. Có những con đường đi đến quán nhậu quán bar, có những con đường dẫn đến nhà nghỉ phòng trà, có những con đường đưa ta đến cung quý ma, dối trá gian tà mong manh phủ kín quanh ta. Vinh hoa cùng với nhà lầu, có biết đâu rằng nhân sinh khác nào kiếp hoa, sớm nhớ đêm tàn mong manh cuộc sống mau qua. Giêsu là đường thương xót, là lòng thương xót, luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến. Thưa anh chị em, tản mạn cuối tuần đến với anh chị em trong 2 số 9 là ngày mùng 9 tháng 9. Chúc anh chị em và các bạn làm cái gì nó cũng chín. Tôi gọi là chín mùi. Khi mà nó đến lúc nó chín mùi rồi là mới làm được. Cũng giống như là chúng tôi ấp ủ một chương trình. Một chương trình ví dụ như là vừa rồi chẳng hạn, ngày 30 tháng 8 làm chương trình Khi Thái Sơn Ngã Bóng Cuối Trời, phải ấp ủ đến khi mà nó chín mùi. Là những cái suy nghĩ của mình, những cái ý tưởng của mình, những cái dàn dựng, những bài hát hay là những tất cả, mình phải ấp ủ cho nó chín mùi. Tôi nói mới có 2 số 9 mà, còn 2 số 9 nữa mới là 4 số 9 mới thành vàng mà. Cho nên là mỗi khi mà lên một chương trình nào đó thì chúng tôi ấp ủ đến trước lòng thương xót Chúa, chuỗi lòng thương xót cũng nghĩ đến nó, với chuỗi mần côi cũng nghĩ đến nó, dâng thánh lễ cũng nghĩ đến nó. Phải ấp ủ cho nó chín mùi, những cái tư tưởng nó chín lên rồi. Gọi là chín mùi. Đang nấu gì hả? Nấu gì trong đó? Thì chó. Cảm nó thấy cái mùi. Thí dụ như thế. Hay là gà quay phải không? Ồ, có mùi sầu riêng hả? Ồ, sầu riêng chín mùi. Nó phải sầu riêng chín thì nó mới có mùi. Đấy, cái câu đó chín mùi có nghĩa là chín thì mới có mùi. Mà khi nào thì nó chín? Là phải có thời gian để trái cây chín, thời gian để nồi cơm chín, thời gian để
thức ăn nó chín, chưa được cho ăn, nó còn đang sống, nó đang sượng, phải để nó chín. Bởi vì cái gì mình cũng phải ấp ủ, mà ấp ủ cái gì thì nó ra cái đó thôi. Nếu mà bạn cứ ấp ủ những cái tư tưởng đen tối, hận thù, giận hờn, ghen tị, đố kỵ, lúc nào cũng bị cái tư tưởng đó, nó sẽ, mình cũng ấp ủ cái tư tưởng đó mà không xua đuổi nó đi được, thì khi mà chín mùi, bạn sẽ hành động vô cùng tệ. Ghen tị nổi điên lên rồi thì, hoặc là giận, hoặc là giận mất khôn. Khi mà nó chín mùi giận thì nó mất khôn. Khi mà cái máu ghen tị đố kỵ nó lên rồi, nó làm mờ hết lý trí, phản xạ hoàn toàn theo cảm xúc để thỏa mãn cái tự ái, vì nó hơn mình, nó nổi hơn mình, nó đông hơn mình, nó ngon hơn mình, cho nên mình phải dập nó bất cứ phương tiện nào để đạt được cái mục đích của mình. Bạn ấp ủ cái đó, có những người ấp ủ sự thù hận tôi có khi 4-5 năm trời, lúc họ ra tay được họ sướng lắm, bìa chuất phế nó khỏi dấu điểm tin mừng chẳng hạn, chuất phế nó khỏi lòng thương xót chẳng hạn, họ sướng lắm, họ ấp ủ cái đó. Nhưng mà kết quả thì được cái gì? Kết quả thì được cái gì? Điều đó mới quan trọng chứ. Khi bạn thỏa mãn cái đó thì bạn được cái gì? Chả được cái gì cả. Chả được cái gì cả. Chỉ thỏa mãn cái tự ái, thỏa mãn cái đố kỵ ghen tị của mình. Sau đó thì chả được cái gì cả. Mà đôi khi cái hậu quả còn tai hại. Không những cho mình mà gây cho biết bao nhiêu người cái hậu quả tai hại của sự ghen tị và đố kỵ. Mình sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cái đó. Chúa bảo tại sao không ấp ủ lòng thương xót mà lại ấp ủ sự ghen tị đố kỵ? Trả lời đi. Cho ly cà phê rồi trả lời. Trả lời đi. Sao? Chuẩn bị chương trình gì rồi? Hôm nay mùng 9 tháng 9 rồi. Sắp tới có chương trình gì kể nghe? Nói to. Sắp tới chương trình gì? Đang khát vọng. Đang khát vọng. Khát cái gì? Khát cái gì? Khát vọng chăng làm vào ngày bao nhiêu? 17 tháng 9. Hôm nay là, 10, hôm nay là mùng 9. Để còn mấy ngày nữa? Còn có 8 ngày nữa thôi. Ấp ủ chưa? Đang ấp ủ. Đang ấp ủ. Ấp ủ cái gì thì nó ra cái đó. Mình đang ấp ủ lòng thương xót Chúa thì thế nào cũng ra một chương trình có lòng thương xót Chúa trong đó. Mà vầng trăng, mình đang khát vọng trăng, hôm nay là nó chưa tròn, nó chưa nhú, trăng non vừa mới nhú, phải ấp ủ từ từ, từ từ đến rằm trăng mới tròn, qua 16 trăng đẹp, phải ấp ủ. Bên đó, đây là hai cái bánh con đưa tới là mẫu đúng không? Phải không? Cha đặt là 5.000 hoặc 6.000 cái bánh. 6 ngày cái bánh, mỗi cái bánh này là 200 gram đúng không? Rồi, đây là cái bánh mà của có cơ sở sản xuất đàng hoàng, có bao bì đàng hoàng, có chống thấm, chống ẩm gì đó trong đây nè. Đây, đàng hoàng. Rồi, trên đó là chúng tôi gắn cái logo bánh của lòng thương xót Chúa. Không có tên ai hết, không có công ty, không có tổ chức nào cả. Khát vọng rằng quà tặng lòng thương xót bánh Chúa Tu 2023. Và hai... thằng hai cái nhóm phục dịch, hai cái nhóm mà là gì đó bê bưng, tôi còn được gọi là cái gì, bưng bê. nó không chịu bê bưng mà nó là bưng bê. Bưng bê rồi họ sẽ bưng bê những cái bánh này đến. Đây là những chương trình để cho báo cho chúng con biết về nói với anh ấy nha, nói với anh em chuẩn bị nha. Là ngày thứ bảy 16 là chúng ta sẽ khởi hành đi Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Nói anh em đăng ký đi. Rồi Chủ nhật 17 tháng 9 thì ở nhà làm chương trình cho các em và khát vọng trăng. Rồi ngày 18 tháng 9 là tiếp tục đi Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long. Rồi đêm thứ bảy 10 giờ đêm lên đường đi Cà Mau và phát bánh, phát quà đó. Chiều tối Chủ nhật 23 là làm chương trình Khát Vọng Trăng ở Cà Mau, tận cùng đất nước. Nói anh em đi không? Dạ đi. Đi không? Dạ đi.
Đi không? Đi. Đi không? Đi. Đi không? Đi. Rồi cho chàng phá tay. Cảm ơn con. Thế nhưng khi chúng tôi đặt 6.000 cái bánh này thì cơ sở cũng nổi tiếng. Họ nhận, họ nói thật với cha, con chưa thấy đâu thứ nhất đặt nhiều như thế này. Và thứ hai đi làm bác ái mà bánh nó dày cộm như thế này là tới 200 gram. Nhân thập cẩm đàng hoàng và có đầy đủ tem rồi có chống ẩm, chống thấm gì đàng hoàng ở đây. Nói con chưa thấy chỗ nào mà đặt bánh to như vậy để đi bắt ái. Thường họ làm bằng nửa này thôi, 100 gram thôi, cùng lắm là 125 gram. Đây cho làm tới 200 gram, tức là 2 lát. Bảo rằng là, mà cho lại làm nhân ngon, nhân tốt nữa. Nói tại sao như thế? Anh chị em trả lời đi. Tôi uống ly cà phê rồi anh chị em trả lời. Thường đi công tác bác ái, những người mà muốn tôi đặt hàng, nói thi cha, cho mua mì này đi cha, đi bác ái mà cả ngàn mấy ngàn thùng mì, mua này đi, nó rẻ. Tôi nói rẻ nhưng mà có ngon hay không? Rẻ mà có ngon hay không? Tiền nào của nấy mà. Tôi nói khi mình đem quà đến cho anh em mình, họ đã vốn nghèo, vốn không có rồi, thì khi mà có thì phải có cho nó xứng đáng chứ. Mình đâu có thể nói rằng là tại nó nghèo cho nên là cho nó ăn cái bánh dở. Rồi anh giàu anh có quyền ăn bánh ngon phải không? Anh gật đầu đi. Cũng đồng ý thôi, anh có tiền anh muốn mua gì anh mua. Nhưng tôi không cho phép ai coi thường người nghèo của tôi. Đừng cho rằng anh bố thí cho họ cái bánh đen, bánh bẩn gì đó, họ nó nghèo mà ném là nó chộp. Xin lỗi, họ cũng là con người như anh chứ, họ cũng được Chúa dựng nên chứ, đâu phải họ từ đất mà họ ra chui ra lên đâu, họ đâu từ con khỉ mà họ ra đâu. Họ là người được Chúa dựng nên như anh, bình đẳng như anh. Chúa ban cho anh có tiền có của, anh bánh ngon, bánh gì đó, hay gì mấy triệu một cái đó, vi bảo ngư với vi cá với lại vẩy nến gì đó, đại khái thế. Bánh vẩy nến ngon lắm á. Anh thử làm đi, nếm thử coi biết. Còn họ nghèo mình đâu có quyền nói rằng là vì họ nghèo cho nên là cho nó ăn bánh thường thôi, đại khái thôi, mà có là may rồi. Đừng có nghĩ rằng như thế. Mẹ Teresa nói với chúng ta rằng là mình mới mừng lấy mẹ hôm mùng 5 tháng 9. Mẹ Teresa nói với chúng ta là người nghèo cho chúng ta hơn những gì chúng ta cho họ. Và đừng nói rằng cho cái gì và cho bao nhiêu, nhưng mà hãy hỏi rằng là mình cho với tình thương bao nhiêu. Và khi mình có tình thương rồi thì mình sẽ làm cái gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Đây là những người tôi yêu mà, đây là người yêu của tôi mà, người nghèo, người khổ, các em thiếu nhi, cô nhi bệnh tật, khuyết tật, cơ nhỡ là những người yêu của tôi mà. Tại sao tôi lại đến với người yêu tôi mà đưa cái bánh hâm bánh dở cho họ? Tôi nói với cơ sở vậy, họ trợn trừng mắt lên bảo chả có ai nói như chả. Chả nói chả ai làm như vậy. Và thì tôi làm. Là lòng thương xót Chúa thúc đẩy tôi. Như Phaolô nói rằng tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, lòng thương xót Chúa thúc đẩy tôi. Nói lấy đâu mà làm? Không biết. Chúa sẽ cho những con người họ có tâm lòng thương xót đến để chia sẻ với chúng tôi. Tôi tin chắc như vậy vì 15 năm nay không bao giờ Chúa bỏ những người nghèo. Chúa sẽ gửi những người cũng nghèo như họ nhưng có tấm lòng đến chia sẻ. Không cần một hai người giàu rồi mà làm oai rồi bao gì đó tài trợ rồi thì ghi cái tên người đó vào đây. Ông Trần Đình Long xin lỗi ạ. Cảm ơn. Đến đi. Không ghi tên ông vào đây. Lòng thương xót Chúa. Có những người nhận bánh mà không bỏ cái tem, không muốn lòng thương Chúa và xin lỗi ạ, tôi đem về. Qua lòng thương Chúa thì phải ghi lòng thương xót Chúa ở đây. Hà cớ gì phải ghi Givran với Như Lan với lại Kinh Đô gì ở đấy. Rồi ông này cũng bà tài trợ ghi vào đây. Xin lỗi ạ. Lòng thương xót Chúa. Này xin mời.
thì người ta có khi cả năm mới được miếng bánh mà cho người ta miếng bánh dở thì cho làm gì? Mình cứ suy nghĩ sao vậy? Cái suy nghĩ là mình mới được xứng đáng được ăn bánh ngon, còn người ta thì có là may rồi. Chảnh, họ cũng có chảnh, mình chảnh thì có. Cái thái độ đó là mình chảnh hay người ta chảnh? Mình chảnh chứ sao bọn ta chảnh. Mình đừng coi thường những người nghèo, vì chính như người ấy, Chúa nói họ sẽ rước con vào thiên đàng đó, chứ không phải ông nọ bà kia đâu, đại gia này đại gia nọ mà rước ông vào thiên đàng đâu. Có kéo ông xuống hỏa ngục thì có, đi nhậu đi ăn đi chơi với nó, ông còn ngồi đó mà ông cười. Tôi nói ông buồn thì tôi cũng chấp nhận, mà tôi cũng phải nói thôi. Còn Chúa nói những người nghèo này là chính họ sẽ rước anh em vào thiên đàng. Hãy đầu tư gửi vào nơi mà không mối mọt reset nào có thể lấy mất được kho tàng. Ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Kho tàng ngươi đặt vào trong những người nghèo thì lòng ngươi cũng đặt vào trong người nghèo. Kho tàng của tôi đặt vào trong lòng thương xót Chúa thì lòng tôi cũng chìm trong lòng thương xót Chúa. Cho nên đó là những điều mà anh em chúng tôi nhắc nhở nhau. Dĩ nhiên là cũng bị cám dỗ chứ, dĩ nhiên cũng bị ta cười chê chứ, cười chê bảo mình không đi lộn ngược dòng, và người ta không có ưa, không có thích, vì lúc nào cũng gắn lòng thương xót Chúa lên trên này. Nhưng mà không có lòng thương xót Chúa thì làm sao có cái này? Phải nghĩ ngược lại chứ. Lòng thương xót Chúa là phải trên hết. Có lòng thương xót Chúa rồi thì cái gì cũng có. Mà nếu cái gì cũng có mà không có lòng thương xót Chúa thì cũng như là không có gì hết. Phải sắc tín như vậy, lôi thôi gì hết. Đó là điều mà anh em chúng tôi đang chuẩn bị với chủ đề là khát vọng trăng. Khát vọng về trời rồi, cà phê khát vọng rồi, bây giờ khát vọng trăng là sao? Người ta thường nói chủ đề là trăng rằm, hay là hát hội trăng, hay là trăng trung thu, hay là trăng tròn, vân vân. Tôi nói thế gian thì họ nói vậy là đúng rồi, nhưng mình phải có gì hơn chứ. Tôi nói hơi chảnh, tôi nói với em, mấy các em thực hiện, mình phải có gì cao và sang hơn. Cao trong ngọc kép và sang trong ngọc kép, nâng cái tầng người ta lên cao và mở rộng cho nó sang, nó sáng ra. Như cái bánh này, bánh chất lượng đoàn hoàng, chứ không phải bánh lơ mơ. Sang những bài hát, những lời dẫn ý, trau chuốt từng câu từng chữ một, rồi âm thanh ánh sáng phải làm sao cho nó thật là chuẩn, vừa là chỉn chu, làm hết sức để cho nó tròn. Nhưng mà có tròn được không? Không, không có tròn. Bao giờ cũng có những hạt sạn, bao giờ cũng có lợn cợn. Cho nên khát vọng trăng, nhưng mà trăng tần ngần ẩn hiện, mình khát vọng cái này, khát vọng cái kia, chẳng bao giờ được như lòng mong muốn. Cái bài hát tôi muốn mọi người biết yêu nhau, họ yêu nhau chưa? Tôi muốn sống như loài hoa hiền, có hiền chưa? Tôi muốn... chưa được. Rồi, tôi khát vọng như lần vừa rồi chúng ta đã nói với nhau, khát vọng về trời, trong đó khát vọng tình tiền tài, khát vọng tình tình lãng tránh vu vơ, cứ chợt đến chợt đi. Cho nên vẫn thấy một cái thiếu thốn nào đó, vẫn thấy một cái khát nào đó. Rồi khát vọng nhân gian, tưởng rằng nhân gian đón nhận lòng thương xót, nhưng mà nhân gian dè biểu, họ khát cái khác thì họ không có khát lòng thương xót. Cuối cùng khát vọng người, khát vọng người viết hoa là chính Đức Giêsu. Khát vọng Chúa thì Chúa trao tình xót thương, và lấy tình xót thương rồi, có tình xót thương rồi thì bù đắp được hết tất cả những cái sứt mẻ kia. Trăng nó có khuyết thì lấy lòng xót thương, tình xót thương mà bù đắp vào. Tình người có cháo trở, có đen trắng thay trắng đổi đen, cũng lấy lòng thương xót Chúa mà làm cho sạch hết, tô hồng hết lên. Rồi nhân gian có dè biểu vì họ chưa nhận được lòng thương xót Chúa, bây giờ mình cho họ đón nhận lòng thương xót Chúa thì họ sẽ hết dè biểu và họ sẽ tròn trịa lại. Lòng họ sẽ tròn trịa, không còn méo mó nữa.
không còn những suy nghĩ lệch lạc nữa. Khó đấy. Chủ đề là như thế đấy. Ấp ủ. Trở lại chuyện là phải ấp ủ. Tôi nói các em, 12 giờ đêm làm viết xong chương trình, tôi đi đọc kinh xong tôi đi ngủ, nằm cứ chăng 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 chăng, ngỡ mãi không kiếm được một bài hát kết như thế nào, chưa có được bài hát kết. Cuối cùng nhớ mãi cứ chăng chăng chăng, rồi tôi ngồi nghiêng ngao hoài từ 1:30 sáng mới chợt giật mình, như một vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh. Nhớ cái bài xưa lắm rồi, cách đây mấy chục năm rồi, như một vầng trăng gì đó của Phạm Đức Huyến, liền ghi ngay vào, không có đốt đèn, ghi nhắm mắt ghi luôn mấy chữ vào đó để sáng mai khỏi quên. Sáng mai lên mạng tìm ra cái bài hát đó, bảo đây là bài hát kết. Cho nên ấp ủ là như vậy, thưa anh chị. Khi mình ấp ủ cái gì, tôi giảng về lòng thương cho Chúa, ví dụ muốn soạn một bài giảng thì tôi phải ấp ủ nó. Ấp ủ, lúc tôi lái xe tôi không có lái, tôi hay ngồi sau để tôi ấp ủ. Vì lái xe mình bị lo ra, chí ngồi sau nhắm mắt lại ấp ủ. Và tôi ấp ủ bằng cách là tôi nói với chính tôi. Khi trước khi tôi giảng với người ta thì tôi giảng với chính tôi. Tôi đang nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng và tôi đang nói với chính mình. Tôi nghe được tiếng nói của chính mình, thấy được cử điệu của chính mình, thấy được nét mặt của chính mình, ấp ủ cho nó chín. Rồi lên tòa giảng nó mới có mùi. Anh không ấp ủ, anh làm MC anh cứ không ấp ủ, anh cứ bảo con biết rồi, đọc qua cái bài viết sẵn hay là anh soạn anh ra mà anh không ấp ủ, anh lên anh nói không có hồn. Không có hồn. Anh phải ấp ủ để dù là anh nhìn vào giấy nhưng mà đó vẫn là cái gì nó từ trong trái tim anh phát ra. Vì anh đã ấp ủ rồi. Và khi người ta nghe, người ta sẽ biết rằng anh có ấp ủ hay chưa. Người ta biết rằng là cái này là sượng chưa chín. Nói còn sượng lắm, chưa chín. Còn nó nói trơn tru và nói có hồn, nó đã ấp ủ rồi. Cho nên lúc nào cũng phải ấp ủ. Tôi nói quên hết mọi chuyện đi, ấp ủ cái đó đi, ấp ủ chương trình đi, ấp ủ lòng thương xót đi. Một bài hát chẳng hạn, các em nói, hát tới 10 lần tôi nói chưa. Hát đến mức độ mình thuộc lòng, chưa. Mức độ thứ hai, hát đến mức độ mà mình có thể nằm, đứng, ngủ nghỉ vẫn hát được. Hát như là trước bao nhiêu khán giả và hát như là chỉ có một mình vẫn như nhau. Đó mới là chín. Đó mới là chín. Làm MC cũng thế thôi. Không phải là người đọc chương trình, cứ hai người, một nam một nữ, cầm tờ giấy to đùng như cái bả này, tan 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 phải cầm tờ to mới oai, che hết cả mặt thì nhưng mà chỉ nhỏ bằng bàn tay được rồi, chỉ một cái mục đó thôi, chỉ thì cần một cái tờ đó thôi, còn chốc thêm mục khác thì cầm cái tờ khác, tại sao phải cầm nguyên cái tờ A4 làm chi, rồi còn thứ cái bảng to đùng làm chi vậy, phải không? Chưa ấp ủ. Cũng vậy, khi các bạn làm cái gì bạn cũng phải ấp ủ cái đó. Bạn về âm thanh chẳng hạn, bạn cũng phải ấp ủ coi cái nghe có nó như thế nào. Chứ phải lúc đó mới chỉnh. Mình phải lo cho nó như đứa con mình. Mình ấp ủ nó. Chị ấp ủ con chị mấy bao nhiêu ngày mới sinh ra nó? 9 tháng 10 ngày cơ mà. Chị em thấy không? Ấp ủ đứa con 9 tháng 10 ngày mới ra được một tác phẩm tuyệt vời. Đó. Của tình yêu nam nữ vợ chồng. Vậy thì với các bạn trẻ cũng vậy. Bạn hãy tập ấp ủ đi. Ấp ủ những cái lý tưởng tốt đẹp. Ấp ủ những ý tưởng hay. Ấp ủ những cái gì mà nó mang tính sáng tạo. Bạn muốn trang trí sân khấu. Bạn cũng phải ấp ủ ý tưởng đó. Ý tưởng đó. Vậy thì bằng cách nào để diễn tả được nó đây? Cái hoa này. Cái lúa này. Cái hình này. Cái vòng tròn
hay là hình vuông, vân vân và vân vân. Phải ấp ủ lúc đó mà làm ra người ta mới thấy rằng cái này có sự ấp ủ. Cái này bây giờ người ta dùng chữ đầu tư, mà đầu tư nghe ghê quá, đầu tư dễ bị phá sản. Này, đầu tư đất đai giờ ngồi một chỗ đây này, sao bất động sản động chưa? Nó vẫn tại vị trí. Tôi nói là đổi đi, đừng có để là công ty bất động sản. Bất động thì còn sao mà làm gì được nữa. Tự mình thắt cổ mình, công ty bất động sản thì bất động, tài sản bị bất động còn là đụng đậy gì được nữa. Đổi đi nhá. Ừ, bất động sản có phải không? Đó gọi là bất động rồi mà. Thằng này sao ngồi im vậy, sao nó bất động rồi ra nó. Thế nó bại liệt rồi còn gì nữa. Công ty vì bất động tức là công ty bại liệt, tức là phá sản chứ còn gì nữa. Ngoài lắm, tổng công ty bất động sản càng chết. Tôi không hiểu sao họ dùng chữ bất động sản đấy chứ. Ôi, mình đó là gọi là tản mạn mà. Tản mạn thì nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng mà vẫn không thoát khỏi lòng thương xót. Đúng không ạ? Vì vậy mà muốn chia sẻ với anh chị em một cộng bạn một chút xíu những cái gì họ ấp ủ mà bây giờ họ sinh ra. Đó là những cảm nhận của đêm 30 tháng 8. Đêm khi Thái Sơn ngã bóng cuối trời, mừng lễ Vu Lan. Có người nói lần đầu tiên công giáo nhà thờ tổ chức Vu Lan. Rồi mấy anh em bên an ninh đi hỏi, có chỗ nào mà tổ chức Vu Lan công giáo không? Và không có mối khát vọng lòng thương xót tổ chức Vu Lan. Vì bà con nói họ không phân biệt tôn giáo. Họ tôn trọng niềm tin của những tôn giáo khác, tín ngưỡng khác. Cho nên chúng tôi đến đây, họ điều tra chứ. Chúng tôi thấy họ ở đây họ hòa mình với mọi người. Họ không có phân biệt tôn giáo, họ không có kỳ thị. Mà họ chan hòa. Bằng chính là lễ Vu Lan đấy. Bằng chính là Tết Trung Thu có những gì công giáo mà sao họ vẫn làm. Rồi Tết dân tộc những gì công giáo mà họ vẫn làm. Tại vì họ không có phân biệt. Trước tiên mình là lòng thương xót Chúa thì biển lòng thương xót Chúa ai dìm mình vào cũng được hết. Chúa không có loại trừ ai cả. Cha ơi, buổi diễn nguyện khi Thái Sơn ngã bóng cuối trời lễ Vu Lan, lễ giỗ 10 năm của ông Cố thật là cảm động. Chúng con lại biết thêm về lễ Vu Lan nữa. Vì là người công giáo, chưa bao giờ được nghe. Trong nhà thờ có ai kể chuyện lễ Vu Lan bao giờ? Cha kể chuyện và đọc bài thơ thật hay, ý nghĩa thú vị và rất là xúc động khi lắng nghe. Thật bất ngờ khi biết cô em gái của cha và anh Khoa làm MC rất vững, lưu loát và có chút khôi hài. Những lời chia sẻ chân thành của các anh chị về cha của mình nghe thật chân thành cảm động quá. Chương trình các tiết mục chọn lọc thật đặc sắc mang lại sự gần gũi ấm áp, đượm tình yêu thương và biết ơn khi nhớ về người cha đã khuất. Nhưng cũng không kém phần hào hứng, vui nhộn với mục trò chơi âm nhạc đố vui có thưởng. Con tin chắc rằng ba của cha trên thiên đàng bên cạnh thiên nhan Chúa cũng mỉm cười vui tươi hạnh phúc hân hoan, thưởng thức và cảm động. Thầm cảm ơn các con mình đã tưởng nhớ đến ông với một chương trình thật tuyệt vời, đáng ghi nhớ mãi mãi. Ông cũng rất mãn nguyện khi dõi theo người con trai yêu quý của mình đã và đang tiếp tục dấn thân trên con đường loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúc cha, bà Cố, gia đình, anh chị em khát vọng và tín thác tràn đầy hồng ân và bình an trong lòng thương xót Chúa. Con Kim Liên Boy bên Úc Châu. Mở màn cho đêm diễn nguyện khi Thái Sơn ngã bóng cuối trời bằng tiếng đàn réo rắt du dương. Hồng ân Chúa như mưa như mưa. Đúng thật, hồng ân Chúa như mưa tuôn tràn cho nhân loại. Ban cho mỗi người một tình yêu thiên bẩm, một mối liên kết thiêng liêng với cha mẹ của mình. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu. Ơn nghĩa sinh thành vang lên, làm thổn thức tâm hồn. Nghĩ đến hình ảnh cha như núi Thái Sơn hùng vĩ ngất trời. Nghĩ đến bóng hình mẹ như nước trong nguồn chảy ra, tràn biển đông mênh mông bao la. Bằng những giọng truyền cảm, tự nhiên, từ tốn, nhẹ nhàng, linh động, rõ ràng. Đã dẫn ý, truyền tải đến người nghe, người dự những lời hay ý đẹp, những chia sẻ
thân tình, xúc động. Những vần thơ ngọt ngào sâu sắc, những bài hát hay ý nghĩa đầy nhân văn, hòa cùng lời ca tiếng đàn trầm bổng sâu lắng, làm cho cảm xúc dâng trào thăng hoa. Cảm nhận được rằng tất cả chúng ta có ai mà không do cha mẹ sinh ra. Có thể ta có tất cả mọi thứ trên cõi đời này, nhưng cha mẹ chỉ có một mà thôi. Tuy vậy, cũng thật không may mắn trong đời có những trẻ em mặc dù có cả cha lẫn mẹ, nhưng cũng như không có. Cũng như trẻ mồ côi vì bị cha mẹ bỏ rơi giữa dòng đời, bởi vì một lý do nào đó chăng. Cha mẹ ơi đừng bỏ con, như đang đánh động tình phụ tử mẫu tử thiêng liêng trong cõi lòng. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời chẳng ai khổ bằng cha. Mẹ thương con có biết chăng? Thương từ khi thai nghén trong lòng. Nhìn những món quà nhỏ bé được trao tận tay các bé mồ côi từ những tấm lòng quảng đại xót thương bác ái mà hồn rơi lệ. Giọt lệ mừng mừng, tủi tủi, thương thương xót xót. Thế mới biết hạnh phúc dường nào cho những người con được ấp ủ yêu thương trong vòng tay cha mẹ. Cho nên, đừng để khi cha mẹ mãi mãi không còn trên thế gian thì mọi sự báo đáp cũng đã muộn màng rồi. Đêm nhạc cứ thế dần trôi, đong đầy từng cung bậc cảm xúc. Thấm thía ấn tượng sâu sắc về ông cố Giuse. Dù đã 10 năm nằm xuống về với cát bụi, nhưng đã để lại cho hậu thế một tấm gương sáng, một tấm lòng vàng đầy xót thương, khó nghèo, nghị lực. Sau 3 tiếng đồng hồ trôi qua, thật không lãng phí nhưng rất thú vị, vì đâu đây vẫn còn có tình thương mến thương. Sống sao trọn vẹn kiếp người, kính cha yêu mẹ thay lời tri ân, gia đình hạnh phúc bình an, lòng thương xót Chúa ban tràn muôn ơn. Phong trần xót thương, New Zealand. Con là Nga Phạm ở Vũng Tàu. Hôm nay con đã coi đêm diễn nguyện qua màn hình, mà con thấy ấn tượng như được coi trực tiếp tại quán cà phê Khát Vọng vậy. Đầu tiên là nghe cha đọc thư và thơ, cảm xúc nhớ cha nhớ mẹ ùa về. Con vừa coi vừa khóc. Có câu nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Con thật không được may mắn. Khi hiểu ra và biết được nỗi lòng cha mẹ thì cha mẹ không còn nữa. Và con cũng thấy thương cha lắm. Xem những chương trình mà cha dẫn thì chắc là ai xem rồi cũng biết. Cha là người rất nhiệt huyết và sôi động. Con nghĩ cha không xuất hiện chắc cũng buồn lắm. Cũng buồn lắm. Người hâm mộ cha buồn một thì cha buồn 10. Nhưng vì công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa cho nên cha chấp nhận lùi lại. Và lùi lại cho công cuộc không bị gián đoạn và mang lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Cầu xin Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho cha. Con tin linh hồn ông cố đã được về hưởng nhan thánh Chúa rồi. Tuy con chưa từng gặp mặt ông, nhưng con thấy ông cố là tấm gương sáng cho bao nhiêu người. Làm cha noi theo, ông đã sống thương xót và dâng lên Chúa những người con như cha và sơ là những người được Chúa xót thương để cho nhiều người biết yêu thương nhau. Và hôm nay chương trình còn thấy những MC dẫn rất động đầy, ý nghĩa truyền cảm, sinh động. Chúc cha khỏe mạnh, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Con xin chia sẻ cảm nhận của con sau đêm diễn nguyện 30 tháng 8. Con ấn tượng nhất và cảm động nhất là khi các em ở mái ấm mây xanh cất bài hát Đừng bỏ con mẹ ơi. Cảm xúc thật vỡ òa với hình ảnh một em bé mấy tháng tuổi chỉ biết khóc khi rời xa vòng tay người thân cận nhất. Con cảm thấy khóc là thứ duy nhất các em có thể làm khi bị bỏ rơi. Và có những em chẳng thể cất được tiếng khóc, cũng như chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời khi bị bỏ rơi từ trong lòng mẹ. Đêm diễn nguyện cho con cảm nhận rằng
Thiên Chúa đang kêu mang những thụ tạo nhỏ bé mà chính Ngài đã tạo dựng. Chắc Chúa cũng buồn lắm, vì Ngài đã ban tặng một món quà, nhưng nhiều người không đón nhận mà bóp nát nó. Bên cạnh đó, con tạ ơn Chúa đã cho chúng con một cảm nhận sâu sắc về tình nghĩa cha mẹ. Con thấy mình may mắn khi có đầy đủ cả cha và mẹ bên cạnh. Nguyện xin lòng thương xót Chúa biến đổi những người đang có ý định bỏ rơi con của mình, cũng như xin cho những người cha mẹ luôn bình an và hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Amen. Cảm ơn cha đã vất vả ngược xuôi để chuẩn bị và cho anh chị em chúng con có cơ hội dùng lời ca tiếng hát của mình, tuy rất thô sơ lẫn chút luộm thuộm, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng con đối với cha mẹ, đặc biệt là ông cố Giuse trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay. Cha biết không, trước đêm diễn nguyện, lòng con rối bời, háo hức, lo âu, xen kẽ. Nhưng được các anh chị động viên cùng với sự giới thiệu vô cùng tinh tuế và đậm chất lòng thương xót của cha, cho nên nhóm thiện nguyện chúng con vững tâm tham gia. Thế rồi hôm ấy cơn mưa nặng hạt giữa mùa cũng chẳng làm chậm bước chân con đi một đoạn đường khá xa. Chiếc xe chợt dừng lại. Tới rồi kìa bà con ơi, cũng nhanh đó nhỉ. Thế mà mùa trăng khuyết cũng đã qua. Ánh trăng lấp ló tròn vằng vặc nhô lên khỏi nóc những tòa nhà. Trăng tháng 7, trăng của mùa Vu Lan, trăng của mùa nhớ đến mẹ cha và cũng là ngày của trăng khát vọng. Tiếng nhạc êm dịu lại dẫn con vào chiếc ghế quen thuộc. Cứ mỗi tuần những gương mặt đong đầy yêu thương lại được gặp lại. Đúng rồi, mùa Vu Lan đã về. Tiếng violon da diết làm cho con gợi nhớ đến bậc sinh thành. Những chiếc bông hồng cài trên áo cũng gợi cho con chút vui vui. Công ơn sinh thành nuôi dưỡng. Tiếng hát luộm thuộm của con cùng đồng hành với các bạn tiếng thác một cách vu vơ, đột xuất. Ít nhiều cũng làm ấm lòng ông cố Giuse trong ngày hôm ấy. Một chút phảng phất quanh đó ánh đèn mờ nhạt. Một chút trầm ấm qua giọng nói của cha. Có lẽ cũng mua được bao nhiêu giọt nước mắt, không chỉ của những người tham dự mà lan rộng cả bốn phương. Có thật như thế không nhỉ? Riêng con, một chút bùi ngùi để cúi mình tạ lỗi. Nguyện xin lòng thương xót Chúa đong đầy cho khát vọng của những ai còn cha vắng mẹ, cho những ai còn mẹ vắng cha, cho những ai vui vui còn cha còn mẹ, cho mùa Vu Lan đậm sắc hiếu báo, cho mùa trăng tròn đong đầy khát vọng. Mong lắm những đêm nhạc, mong lắm những khát vọng lòng thương xót. Đứa con yếu đuối, Kim Hương. Đêm nay con không ngủ được, sức khỏe con không tốt. Con vẫn ngậm ngùi vì đêm diễn nguyện, nước mắt con không cầm nổi luôn. Cũng chính ngày này cha con cũng ra đi mãi mãi rồi. Sự nuối tiếc của con cũng không thể nguôi ngoai được. Tựa đề của buổi diễn nguyện hôm nay, khi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Không ngờ cha đã làm sống lại trong tâm hồn con. Con chắc chắn hôm nay đã lấy đi rất nhiều nước mắt của anh chị em. Trước khi cha mẹ con còn sống, con rất sợ dòng chữ này lắm. Rồi ai cũng phải đối mặt và cảm nhận sự thật này phải không cha? Con không ngờ người cha thứ hai của con đã cho con trải nghiệm và được cha ân cần thầm lặng lo lắng rất tỉ mỉ. Cha luôn cho chúng con được thưởng thức những bài học vô giá và thực tế đời thường mà không một ai mà không trải qua. Sau buổi diễn nguyện này, ai cũng đọng lại trong mình và sẽ thay đổi cách sống và sẽ hiếu thảo hơn khi cha mẹ còn sống cũng như đã mất. Một đêm diễn sâu sắc và hoàn hảo một cách ngoạn mục. Lần này sự bứt phá ngoạn mục của hai MC Nghiệp Dư thật ăn ý. Có những lúc bị động, như MC Khoa vẫn tìm cách xoay trở tình thế không hề ai biết đến. Mặc dù thời tiết đã không đẹp, thử thách luôn đến những giây phút ban đầu, nhưng con vẫn biết chắc chắn lòng thương xót Chúa luôn vẫn là lòng xót thương. Mọi sự
sẽ tiến tốt đẹp như mọi lần, phải không cha? Tạ ơn Chúa. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ cha, tràn đầy ân sủng để dẫn dắt chúng con đi con đường lòng thương xót thật bền vững. Thu Sương, thiện nguyện tín thác. Cảm ơn cha và nhóm Khát Vọng đã tổ chức đêm ca nguyện Khi Thái Sơn Ngã Bóng Cuối Trời, cũng nhân dịp giỗ 10 năm ông cố. Nguyện xin mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa đưa ông cố về bên lòng thương xót Chúa. Cha ơi, đêm ca nguyện rất hay, rất ý nghĩa và cũng rất cảm động. Những bài hát thật hay và thấm thía đã đi vào lòng mọi người. Và cách riêng cho chính bản thân con nguyện cố gắng sống tốt hơn và hiếu thảo hơn với ba, vì bây giờ chỉ còn có ba thôi. Mẹ con về bên Chúa được 2 năm 3 tháng rồi. Cảnh mà những tiếng trả thơ khóc, rồi những tiếng gào thét như những lời ai oán cho thân phận bị bỏ rơi, thiếu yêu thương và sự đùm bọc che chở. Thật không ngờ có thể làm được cảnh rất thật và rất cảm động này. It's so touching. Nguyện xin lòng thương xót Chúa luôn ở và sống trong cha, nhóm Khát Vọng Tin Thác cùng mọi người. Con Hà Phạm bên Hoa Kỳ. Chương trình ca nguyện Khi Thái Sơn Ngã Bóng Cuối Trời, bằng một cách nào đó không biết bao nhiêu lần, Chúa đã ra tay làm cho thời tiết được thuận lợi. Tạ ơn Chúa. Lễ Vu Lan, lần đầu tiên con thấy đạo Công giáo tổ chức ngày lễ này. Đó là một điều mà con rất thú vị. Chương trình lần này có MC là cô Phượng cùng với anh Khoa, có những màn đối đáp qua lại làm cho khán giả tò mò thích thú, cộng thêm những tiết mục như đối đáp âm nhạc, ca vọng cổ rất mới lạ. Những ai không còn cha hoặc không còn mẹ chắc chắn sẽ phải rất cảm động khi xem chương trình ca nguyện này. Đồng thời cũng đánh động những người cha người mẹ, sao lại nỡ bỏ con của mình bơ vơ. Tiết mục để lại trong con nhiều cảm xúc nhất là khi các em tại mái ấm mây xanh, đừng bỏ con mẹ ơi, nghe mà nhói lòng. Hình ảnh em bé nhỏ bị mẹ bỏ lại, dù có gào khóc thì người mẹ không biết vì một lý do nào đó mà nỡ bỏ con mình. Còn hình ảnh bé trai vô tư ngồi ăn chiếc bánh mẹ đưa mà không biết rằng đó là chiếc bánh cuối cùng mà mẹ nó cho nó ăn. Con cảm thấy may mắn vì còn ba, còn mẹ yêu thương. Xin cho con biết trân trọng những điều này mà Chúa đã ban cho con. Khi xem chương trình này, con cảm thấy may mắn hơn các em rất nhiều vì con còn có ba che chở, còn có mẹ yêu thương. Xin cho con biết trân trọng những điều mà Chúa đã ban cho con. Bản thân con thấy mình có lỗi thật nhiều vì chưa chu toàn bổn phận làm con. Con cứ nghĩ, ba mẹ mình đang còn đó mà, lúc nào báo hiếu mà không được. Nhưng không suy nghĩ được là liệu là ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Hãy làm luôn khi ba mẹ vẫn còn ở bên cạnh, chứ đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc và chỉ còn những giọt nước mắt muộn màng, ân hận, ngậm ngùi. Cảm ơn cha, các thành viên nhóm Khát Vọng và những người đã góp phần làm cho chương trình diễn ra ý nghĩa và tốt đẹp. Kim Anh, thiện nguyện tín thác. Khi xem chương trình Khi Thái Sơn Ngã Bóng Cuối Trời, con đã khóc ngay từ tiết mục đầu tiên. Nhận đã được hồng ân Chúa như mưa như mưa. Chúa ban cho mình còn cha còn mẹ. Mặc dù có gia đình rồi, nhưng những lúc khó khăn, cha mẹ vẫn là nơi con tìm về, xin những lời khuyên bảo, hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần. Đúng là có con mới hiểu lòng cha mẹ, nuôi nấng dạy dỗ chúng con vất vả dường nào. Các bài ca nguyện nhắc nhở con phải sống hiếu thảo hơn vì có lòng thương xót Chúa hơn với cha mẹ và anh chị em ruột thịt của mình. Cảm ơn cha và các bạn đã làm nên một chương trình đầy ý nghĩa và đầy tính nhân văn, nhắc nhở những người trẻ chúng con bài học làm người nhân bản, sống có lòng thương xót. Bài hát Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi của các bé mồ côi
nghe những vết dao cứa vào tim, đau lắm, thương lắm, nhắc nhở thế hệ trẻ ngày phải sống lành mạnh, có trách nhiệm và có lòng thương xót hơn để không phải hối hận về những việc mình đã làm. Thật sự, nếu không có lòng thương xót của cha, của các sơ, thì bao nhiêu sinh linh phải chết oan vô tội. Tiết mục đó quá xuất sắc. Về hình thức, sân khấu mới lạ, các tiết mục cũng mới lạ, có cải lương, có sự tham gia lần đầu của các bạn tín thác. Các bạn đã thành công khi hát với tất cả trái tim. Chúc mừng các bạn. Và thật ấn tượng với sự dẫn chương trình ăn ý của hai MC, cô Phượng và anh Khoa. Sự thành công nằm ở cái tình cảm dành cho ông cố du xe của một người con, một người cháu. Vì cái tình cảm đó mà làm cho con cảm thấy nghẹn nghẹn trong cổ và ngấn ngấn nước mắt khi nghe cô Phượng nói về kỷ niệm với ông cố. Tình cảm đó theo cô suốt chương trình, khi cô say sưa nói về ơn nghĩa sinh thành một cách rất tự nhiên, như nó đã vốn dĩ có trong con người cô vậy. Alleluia, tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha đã cho con xem clip khi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Cha đọc di chúc của ông, cảm động quá. Cha hy sinh cả một đời cho gia đình và cho tất cả mọi người. Cho đến khi ông về với Chúa mà vẫn còn nghĩ đến giúp đỡ những người nghèo khổ nữa. Con thương cha và ông cố nhiều lắm. Nghe cha đọc mà con khóc quá chừng luôn. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Mà con hơn cha là nhờ có phúc cha nhỉ. Quá tuyệt vời. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn tất cả mọi người đã thực hiện chương trình và những MC điều khiển chương trình quá hay và ý nghĩa, còn phát quà cho học bổng, cho học sinh nghèo nữa. Con không quen viết tiếng Việt cho nên nói không có ngon ngọt, vì con ở bên Hoa Kỳ, con là nợ. Hết giờ rồi hả? Hết giờ. Thưa anh chị em, đây là một số những cảm nhận mà chúng tôi ghi nhận lại được. Thì dĩ nhiên còn rất nhiều nhưng vì không có thời gian. Cảm ơn anh chị em và các bạn. Sau mỗi buổi diễn nguyện, chúng tôi luôn tha thiết mời gọi anh chị em ghi lại những cảm nhận ấy cũng như những đóng góp để chúng tôi cố gắng làm chương trình mỗi ngày mỗi tốt hơn. Vì như anh chị em biết, chúng tôi toàn là những tay mơ, chẳng ai có trường lớp bài bản hay là chuyên nghiệp gì hết. Chỉ có một động cơ duy nhất thúc đẩy chúng tôi, đó là lòng thương xót. Và ấp ủ lòng thương xót, thể hiện lòng thương xót và muốn trao ban lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Xin thương chúng tôi và cầu nguyện cho chúng tôi để chương trình sắp tới, vì quá gấp, chỉ có 2 tuần lễ chuẩn bị. Ngày 17 tháng 9 đã phải thực hiện rồi, vì ngày 23 thì phải đi công tác ở bộ Cà Mau, mà 29 thì đến Trung Thu, phải để dành những ngày Trung Thu cho các giáo xứ, các cộng đoàn tổ chức. Chúng tôi phải tổ chức trước là như vậy. Nhưng mà có lẽ là trước cũng hay, vì niềm vui nó được chuẩn bị rồi, nó đến đỉnh vào ngày Tết Trung Thu, nơi các giáo xứ, nơi các cộng đoàn, nơi các tổ chức xã hội. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những người thương yêu xót các em thiếu nhi, đặc biệt là các bé mồ côi, các bé bị bỏ rơi, khuyết tật, cơ nhỡ, và cả những người già neo đơn nữa cũng muốn có được niềm vui trong ngày Tết Trung Thu. Mời anh chị em và các bạn, chúng ta hát lời thứ 3, lời kết của Giê-xu là đường thương xót, để khép lại buổi tản mạn cuối tuần hôm nay. Duy nhất con đường đưa ta đến cùng Chúa Cha, đó chính là đường Giê-xu mặn sáng phàm trần. Tiếng Chúa ân cần hãy đến với lòng xót thương, Chúa sẽ chữa lành đem ta về bên yêu thương. Giê-xu là đường.